xin chào mọi người, anh Tuấn đang ở Tampa, một thành phố rất xinh đẹp của Florida. Nếu như tất cả mọi người ở các nơi trên thế giới hoặc là ở các tiểu bang ở Hoa Kỳ hay là ở Florida chưa có dịp đến Tampa thì ngay bây giờ tôi sẽ dắt các bạn đến một cái nơi mà dân bản xứ rất hay tìm đến để ăn uống và vui chơi gặp gỡ. Nó không quá lớn nhưng mà rất đáng giá trị để các bạn đến khám phá. Đó chính là... Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá một vòng nhé, để xem nó đẹp đến cỡ nào, hấp dẫn đến cỡ nào mà anh Tuấn phải cất công tìm đến đây để giới thiệu đến tất cả mọi người. Đi nha.
Các bạn có thấy thời gian của mình bỏ ra cho Tampa là xứng đáng hay không? Nếu chưa một lần đến với Tampa thì các bạn hãy đến với Florida, thành phố Tampa rất là xinh đẹp này nhé. Và đừng quên ghé vào nơi đây. All Metro World Tampa. Xin chào và hẹn gặp lại.